Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Review Eco của mình. Và hôm nay mình xin được giới thiệu về phần 2 của dự án Memority.io. Đây là trang web của nó, Memority.io đây. Vậy thì hôm trước mình đã giới thiệu về rất đầy đủ về trang web này rồi, về đặc điểm, tính năng hay cách nó chạy Eco hay là team đội ngũ của họ. Và trong phần này mình xin được giới thiệu về cách đăng ký website của nó. Và đầu tiên thì mình xin được cập nhật về tình hình bán Eco của nó. Hiện nay thì con Eco này đã gọi được 4.705.387 đô la và mức shop cap của nó là 5 triệu đô. Như vậy là nó sắp đạt được shop cap rồi. Hiện tại thì token sale with 5% bonus, tức là bạn sẽ được thưởng 5% tiền thưởng theo dạng đầu tư. Và mức đầu tư hiện nay thì còn 27 ngày 14 giờ nữa thì nó sẽ kết thúc. Và nó chấp nhận các loại tiền đầu tư, ví dụ như Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash hay là Litecoin, Visa and Mastercard. Vậy thì phần tiếp theo mình xin được giới thiệu về cách mua token của nó ở đây. Giới thiệu chi tiết. Đầu tiên bạn điền tên của bạn vào, ví dụ tên mình, điền địa chỉ email, điền password. Bạn ấn confirm password ở đây. Tiếp theo là chọn quốc gia bạn sinh sống. Mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam. Chọn hình thức thanh toán bằng tiền tệ hay là Ethereum, Bitcoin hay là nói chung là dạng đầu tư thôi. Mình sẽ chọn là Ethereum chẳng hạn. Đây, mình điền địa chỉ Ethereum của mình vào đây. Ấn accept, ấn sign up, đợi nó load. Đây, họ sẽ cần need confirm, tức là họ sẽ gửi email về cho mail của bạn. Bạn chỉ cần vào Gmail để kích hoạt nó thôi. Đây, nếu nó chưa gửi, bạn có thể điền có thể ấn vào resend confirm email đây hoặc là go home. Mình sẽ đợi nó load email. Đây, địa chỉ email mình đã đăng ký đây. Bạn nên ấn vào memory này, email confirm credit này. Bạn ấn vào confirm email là được. Đây. Đây là đường link đã ấn confirmation. Được rồi, họ đã báo email đã confirm, tức là email đã xác nhận đây. Bạn ấn về nhà, go home. Đây là cách mua token. Bây giờ bạn có thể mua token của nó. Đây, họ sẽ chỉ cho bạn đây how to buy token của nó, EMT, tức là mã thông báo của họ. Đây, giá hiện tại là 1.000 EMT bằng 100 đô, bằng 0.18 ETH, bằng 0.0155 BTC, bằng 1.321 LTC, hay là bằng 0.12564 BCH. Mức thưởng hiện tại là 10%. Chủ sở hữu từ 10.000 thẻ trở lên sẽ được nhận một cơ hội độc quyền để kiếm mã thông báo MMA thông qua khai thác và không cần thiết bị tính toán đắt tiền. Proof, tức là Proof of Authoring Mining. Tùy chọn mua mã thông báo. Tùy chọn 1. Mua mã EMT với Ethereum, mua EMT với Bitcoin hay là các loại đầu tư khác ở đây. Về nếu bạn mua EMT bằng Ethereum, các bạn có thể nhập số tiền mua hàng ở đây. Bạn điền số token bạn cần mua vào, số tiền trong ETH là giảm giá hiện tại là cái này là 5% tiền thưởng đã được bao gồm trong tính toán. Các bạn có thể điền ở đây, ví dụ mình điền 1.000, tức là từng ngày ETH sẽ được trả và nó đã được bonus 5% rồi. Bạn ấn mua là được thôi, hoặc là với Bitcoin hay là Litecoin hay là Bitcoin Cash hay là Visa hay Mastercard.
Và buổi review về phần 2 của dự án Memory đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và mình hy vọng rằng sau khi xem video này các bạn sẽ biết cách mua token của con này. Và mình đánh giá con này là rất tiềm năng. Cảm ơn các bạn đã xem video.